Có phải? Chào mừng quý vị và các em đến với chương trình Bí mật gia đình. Chương trình này do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Chúng tôi cũng xin cảm ơn nhãn hàng Ajinon của Công ty Ajinomoto Việt Nam đã tài trợ cho chương trình này. Và người dẫn chương trình chúng ta hôm nay là MC Quỳnh Hương. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng tôi xin được chào đón quý vị và các bạn đang đến với trò chơi Bí mật gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, trong trò chơi ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những bí mật nho nhỏ và ngộ nghĩnh của ba gia đình. Thế nhưng đầu tiên có lẽ là chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để làm quen ba cậu bé đã. Và đây là cậu bé đầu tiên sẽ tham gia chương trình. Chào con tên gì? Dạ, con tên là Đặng Lê Anh. Con tên là Đặng Lê Anh đúng không? Dạ. Ngày hôm nay con đến đây với ai? Dạ, với mẹ. Với mẹ con. Như vậy thì bây giờ con giới thiệu một chút về mẹ đi. Dạ, mẹ con tên là Ngọc Bích. Có thể nói gì thêm về mẹ Ngọc Bích của con không? Dạ, mẹ con làm ở công ty bảo hiểm. Mẹ con làm ở công ty bảo hiểm. Và xin được mời mẹ Ngọc Bích. Bây giờ chúng ta hãy cùng làm quen với cậu bé thứ hai. À, cô Quỳnh Hương đã phát hiện ra rằng có ba cậu bé đi dự trò chơi ngày hôm nay thì có đến hai cậu bé bốn mắt lận. Con có thể nói cho cô nghe vì sao con lại có tới bốn con mắt hay gì hai con mắt không? Dạ, hồi nhỏ, dạ lúc nhỏ con xem TV con dán sát mắt vô TV. À, vậy hả? Cho nên điều đó là tốt hay không tốt? Bây giờ con phải nói cho các bạn để các bạn biết, các bạn đừng làm giống con hồi xưa. Dạ không. Không tốt chút nào đúng không? Nhưng mà cô phải nhìn nhận ngày hôm nay tóc của con rất là đẹp, cho nên con nên tự tin. Con tên là gì nào? Dạ, con tên là Nguyễn Hoàng Dũng. Cái này ngày hôm nay con đến chơi với mẹ của con đúng không? Dạ. Rồi, mẹ con đâu? Con có thể mời mẹ ra cho mọi người được nhìn thấy mẹ được không? Mẹ con tên Cao Thúy Hằng. Mẹ con 36 tuổi. Đó, hay đó. Rồi sao nữa? Con mời mẹ Thúy Hằng ra đúng không? Con nói đi. Dạ, con mời mẹ. Con mời mẹ Thúy Hằng. Xin được mời mẹ Thúy Hằng. Chúng ta hãy cùng làm quen với cậu bé cuối cùng. À, con cảm thấy như thế nào? Con cảm thấy hồi hộp. Vì sao con lại thấy hồi hộp? Vì con run quá. Ồ, thì hồi hộp là run đúng rồi, đổ mồ hôi nữa nè. Nhưng mà cô khuyên con là đừng có run sợ gì cả. Chúng ta đến đây chơi với hai bạn, đúng không? Và rất là vui, không có vấn đề gì cả. Con tên gì? Dạ, con tên là Anh Trương. Thế anh Trương năm nay mấy tuổi? Dạ, con 7 tuổi. Mới 7 tuổi thôi à. Thế ngày hôm nay con đến đây với mẹ của con. Con giới thiệu về mẹ của con cho quý vị khán giả đi. Mẹ con tên là Nguyễn Thị Thu Vân, năm nay 42 tuổi. Như vậy thì ngày hôm nay con sẽ cất lên một cái tiếng để con mời mẹ của con ra để gặp gỡ mọi người được không? Mẹ ơi! Hay! Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với trò chơi Bí mật gia đình và vòng thi đầu tiên. Ở vòng thi này, chúng ta sẽ có 4 câu hỏi dành cho ba chàng trai nhỏ. Trong lúc đó, các bà mẹ hoàn toàn không biết gì về câu trả lời của con mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với cậu bé đầu tiên, đó là cậu bé Lê Anh. Con nghe khán giả cổ vũ cho con rồi đúng không? Cho nên con bình tĩnh lên nha. Con có thích đi cửa hàng đồ chơi không? Thích. Thích nhiều lắm đúng không? Dạ. Cho nên khi vào một cửa hàng đồ chơi, con thích nhất là món gì? Dạ, con thích nhất là siêu nhân. Siêu nhân gao đúng không? Rồi, như vậy thì cô Quỳnh Hương giả sử như con vô trong cái cửa hàng đồ chơi đó, con thích cái con siêu nhân màu xanh, nhưng mà mẹ không có đồng ý mua là tại vì giá hơi mắc chút xíu. Dạ. Thế thì con sẽ làm gì nha? Con cố thuyết phục mẹ mua cho bằng được mới thôi. Dạ. Đó là một. Hoặc là con sẽ khóc, thét lên để đòi mẹ mua. Thứ ba là con sẽ chọn một cái món đồ chơi khác. Con sẽ chọn cái gì? Con năn nỉ mẹ. Con sẽ năn nỉ mẹ đúng không? Dạ. Cảm ơn con. Thế nào bé Hoàng Dũng? Con sẽ chọn món đồ khác. Cái con món đồ chơi con thích nhất là món gì? Dạ, người máy. Rồi, cảm ơn con. Chúng ta hãy đến với bé Anh Trương. Con nghĩ sao? Món đồ chơi khác. Con cũng sẽ chọn một món đồ chơi khác đúng không? Dạ. Món đồ chơi khác trong tâm trí con có thể là gì? Dạ, robot. Robot, rồi cảm ơn con rất là nhiều. Chúng ta đến với câu hỏi thứ hai và câu hỏi này được bắt đầu từ bé Hoàng Dũng. Hoàng Dũng ơi,
Ở nhà thì ba mẹ có yêu cầu con là phải đạt được thật là nhiều điểm 10 hay không? Dạ có. Ba mẹ có ra định kỳ là con phải đạt được bao nhiêu điểm 10 thì mới đạt yêu cầu không? Dạ không. Không, chỉ cần đạt nhiều điểm 10 là được rồi đúng không con? Dạ. Cảm ơn con. Thế còn bé Anh Trương? Dạ có. Có hả? Có một cái quy định cụ thể nào không? Dạ không, mấy điểm 10 cũng được. Mấy điểm 10 cũng được. Thế lỡ không được điểm 10 mà được điểm 9 hay điểm 8 thì sao? Thì không. Hãy được điểm 10 thôi. Tốt lắm. Cảm ơn bé Anh Trương. Thế còn con, bé Lê Anh, ba mẹ có đòi là con phải có nhiều điểm 10 không? Dạ có. Có hả con? Con học lớp mấy rồi? Dạ con học lớp 2. Lớp 2 rồi á? Là con được 7 tuổi rồi á? Dạ. Giỏi quá, như vậy là ba mẹ cũng muốn là con có nhiều điểm 10 nữa. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi số 3. Và câu hỏi này sẽ được bắt đầu với bé Anh Trương. Anh Trương thân mến, điều này là phải nhìn thẳng vô mắt cô Quỳnh Hương và hứa là sẽ nói thật đúng không? Con có bao giờ nói dối chưa? Dạ chưa. À, nếu mà như vậy thì buộc phải đặt mình vô trong tình huống giả định sau đây. Nếu mà con có lỡ con nói dối và ba mẹ phát hiện ra là con nói dối thì mẹ sẽ làm gì? Thứ nhất là phạt con. Thứ hai là mẹ sẽ tìm hiểu tại sao con nói dối và giải thích với con là nói dối là rất xấu. Và thứ ba là để cho ba về xử lý con. Con sẽ chọn cái gì? Cái thứ hai. Chọn cái thứ hai là tìm hiểu tại sao con nói dối và giải thích với con rằng nói dối rất xấu đúng không? Dạ. Cảm ơn anh Trương. Bé Lê Anh sẽ chọn hướng nào con? Dạ ba về xử lý. Để ba về xử lý hả? Con sợ ba không? Mình sợ. Sợ ha? Sợ hơn sợ mẹ không? Sợ hơn. Thôi để ba về xử lý đi. Nhưng mà con có nói dối hay không cái đã? Không. Không hen. Cảm ơn con. Thế còn bé Hoàng Dũng? Mẹ sẽ phạt con. Phạt bằng cách nào? Ủa nhưng mà nào giờ con có nói dối qua một lần hả? Dạ ít khi. Ít khi có nghĩa là có đúng không? Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ còn câu hỏi thứ tư. Và câu hỏi này sẽ được trở lại với bé Lê Anh. Lê Anh ơi, cái lần mà gia đình đi chơi xa nhất là ở đâu hả con? Dạ đi Vũng Tàu. Đi Vũng Tàu. Rồi đi Vũng Tàu là đi chơi xa nhất. Cảm ơn con. Bé Hoàng Dũng thì như thế nào con? Dạ đi Thái Lan. Ở Thái Lan còn có gì hay? Dạ đồ ăn bự. Rồi đó giờ cô Quỳnh Hương nghe nói đồ ăn ngon chứ chưa giờ nói đồ ăn bự là đồ ăn sao? Quả trái. À quả trái thì to hơn là trái cây của Việt Nam đúng không? Dạ. Cảm ơn con. Thế còn bé Anh Trương? Dạ đi Phú Quốc. Đi Phú Quốc. Phú Quốc đẹp lắm, cô Quỳnh Hương cũng đang mong đi Phú Quốc đây. Tả sơ cô Quỳnh Hương nghe là có cái gì ở đó đi. Biển, đúng không? Dạ. Bãi cá, có gì nữa? Ở đó con cũng có đi câu cá nữa. Có đi câu cá nữa đúng không? Con câu được con cá nào không? Dạ không, bố con câu không. Thôi vậy cũng được, cảm ơn con. Vâng, và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón sự trở lại của ba người mẹ đến với trường quay của chúng ta. Đầu từ mẹ Ngọc Bích ha. Dạ thưa, khi mà bước vào cửa hàng đồ chơi, bé rất thích một cái món đồ chơi nào đó, nhưng mà mẹ lại không đồng ý mua vì giá quá đắt. Hồi nãy Quỳnh Hương có hỏi thì đó là một chú siêu nhân. Thì theo chị, bé sẽ làm như thế nào? Cố thuyết phục mẹ mua cho bằng được, khóc thét lên để được mua, hay là sẽ chọn một món đồ chơi khác? Bé sẽ chọn một món đồ chơi khác. Bé sẽ chọn một món đồ chơi khác đúng không chị? Có thể là như vậy. Nhưng mà chị biết không, nếu mà đó là một chú siêu nhân gao thì bé thích lắm, cho nên bé sẽ chịu không nổi đâu. Nãy bé nói sao? Năn nỉ mẹ mua. Cho nên là chưa ghi được 50 điểm cho gia đình. Thế còn mẹ Thúy Hằng ạ? Bé sẽ đi theo năn nỉ đòi mua bằng được. Có vẻ như là chị sẽ đánh giá chưa đúng về con trai mình, bởi vì cậu bé lớn rồi. Mẹ mà không cho mua thôi mình sẽ chọn món đồ chơi khác đúng không con? Yeah. Cho nên cũng chưa ghi được 50 điểm luôn. Thế còn mẹ Thu Vân ạ? Tôi nghĩ là bé hơi tiêu nghĩa một chút xíu, nhưng mà bé sẽ chọn món đồ chơi khác và bé sẽ cố gắng làm một cái gì đó tốt hơn để được cái con robo đó. 50 điểm dành cho gia đình của chị Thu Vân. Thế bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai, được bắt đầu từ mẹ Thúy Hằng. Ở nhà thì ba mẹ có yêu cầu là bé đạt nhiều điểm 10 không ạ? Dạ con. Có đúng không chị? Xin được cảm ơn chị. Với câu trả lời giản dị như vậy, chị đã giúp cho gia đình chị thêm 100 điểm. Mẹ Thu Vân nghĩ như thế nào ạ? Không nhất thiết phải đạt điểm 10, nhưng mà từ 9 đến 10 là được rồi ạ.
Ý chị muốn nói sao bây giờ cô Trinh đang cần phải rút lại 9 đây. Cũng được ạ, không nhất thiết phải 10. 9 cũng được, không nhất thiết phải 10. Như vậy, nãy cô Quỳnh Hương nói với con rồi, con không có chịu tin. Con nói là yêu cầu phải đạt được điểm 10, nhưng mà cô Quỳnh Hương nói 8 điểm hay 9 điểm cũng được. Nhưng như vậy con không ghi được 100 điểm cho gia đình của mình. Thế còn chị Ngọc Bích, chị nghĩ như thế nào ạ? Tôi và ba cháu thường khuyến khích cháu đạt điểm 10. Nên khuyến khích cháu đạt điểm 10. Chính vì vậy, cậu bé tuy rất là nhút nhát nhưng cũng đã nói rằng mẹ muốn con đạt điểm 10, 100 điểm cho gia đình chị Ngọc Bích. Ba và mẹ thân mến, hồi nãy Quỳnh Hương có làm một cái trắc nghiệm mini với các cháu thì phát hiện ra rằng hầu như các cháu không có nói dối, hoặc là có nói dối thì là những lời nói dối nhỏ xíu vô hại thôi. Nhưng bây giờ lỡ mà phát hiện ra bé luôn nói dối á, thì các chị sẽ có cái cách xử trí như thế nào nha? Thưa mời chị Thu Vân trả lời trước ạ. Chị sẽ phạt bé, hay là chị sẽ tìm hiểu tại sao bé nói dối và giải thích với bé rằng là nói dối rất là xấu, hay là chị sẽ để cho ba về xử lý? Dạ thưa, thì đối với tôi là tôi sẽ kiên nhẫn giải thích cho bé điều đó là xấu và bé không nên làm. Và sau đó thì cũng sẽ nói chuyện đó lại với bố. Tôi thấy rằng tôi không cần phải nói đúng hay sai nữa, bởi vì bản thân hành động của bé đã nói lên rằng 50 điểm dành cho gia đình của bé. Ê, chị Ngọc Bích nghĩ như thế nào ạ? Thường thì hỏi tại sao cháu nói dối như vậy, rồi sau đó thì cha mẹ mới xử lý cháu. Như vậy là ý chị muốn chọn cái cách xử trí thứ gì đúng không nhỉ? Thật ra cái ý của chị thì Quỳnh Hương hiểu là nó cũng hơi hơi có vẻ là nó giống giống cái ý thứ ba. Nhưng mà thật ra bé nói bé sợ ba lắm, cho nên mẹ nói để ba về xử lý. Cho nên cũng chưa ghi được 50 điểm cho câu hỏi này. Thế còn mẹ Thúy Hằng thì nghĩ như thế nào ạ? Nếu mà bé nói dối thì sẽ tìm hiểu là tại sao bé nói dối. Dạ thưa chị, Quỳnh Hương thật là cảm thấy cần phải tìm hiểu thêm về con trai của chị. Bởi vì Quỳnh Hương nhìn bé cũng không biết là bé vui hay là bé buồn. Con vui hay con buồn hả bé Dũng? Dạ mẹ sẽ phạt. Mẹ sẽ phạt con. Cho nên là chưa ghi được 50 điểm cho câu hỏi này. Bây giờ sẽ là một câu hỏi sẽ ghi điểm cho tất cả mọi người trong gia đình đây, bởi vì nó rất là đơn giản. Lần cả nhà gia đình đi chơi xa nhất là ở đâu? Xin được bắt đầu mừng mẹ Ngọc Bích. Đi xa nhất thường là đi biển, tắm biển. Chị nói rõ là đi đâu ạ? Một cái địa danh. Tắm biển ở đâu? Tắm biển ở... Đi biển cũng nhiều nên... Dạ dạ, chị cứ nói đi chị. Một cái nơi nào mà gia đình chị hay đi nhất mà con chị mà nói ra cái là nhớ liền. Thường thì hay đi Vũng Tàu thì nhiều nhất. 100 điểm. Dạ thưa mẹ Thúy Hằng, chị nghĩ như thế nào ạ? Dạ gia đình thì đi chơi rất là nhiều, nhưng mà chuyến đi chơi mà xa nhất mà đầy đủ nhất có cả ông bà thì là cách đây 2 năm là đi Thái Lan. Vâng, đi Thái Lan để xem voi đúng không ạ? Và để biết rằng là đồ ăn bự lắm như là lời Hoàng Dũng đã thú nhận. 100 điểm dành cho gia đình của chị. Bây giờ sẽ là sự lựa chọn của mẹ Thu Vân. Dạ, cả nhà đều thích biển. Và cái lần đi biển thú vị nhất là lần đi Phú Quốc. Hey, chị đã làm gì ngoài đó ạ? Bơi rồi tắm nắng. Và cái điều mà bé thích nhất tôi nghĩ là câu cá. Tại vì bố